Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện. Qua 7 lần thành lập, chia tách, sáp nhập, đến nay kinh tế xã hội của Bắc Trà My đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần thay đổi diện mạo của vùng đất Cao Sơn Ngọc Quế, nơi miền núi cao tỉnh Quảng Nam. Nghị định số 72 năm 2003 của Chính phủ đã chia huyện Trà My thành hai đơn vị hành chính mới là huyện Nam Trà My và Bắc Trà My. Sau 20 năm phát triển, Bắc Trà My từ một huyện nghèo đã vươn lên trở thành huyện có kinh tế tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ước đạt trên 14,96%. Thu nhập bình quân đầu người là trên 24 triệu đồng mỗi năm. Toàn huyện có 95 mô hình kinh tế đang mang lại hiệu quả cao, nổi bật là các mô hình phát triển cây quế. Hiện có hơn 50 sản phẩm từ cây quế vươn ra thị trường thế giới như Singapore, Nhật Bản, Thái Lan là bước phát triển tạo đà cho sự thay ra đổi thịt của vùng đất Cao Sơn Ngọc Quế trong tương lai. Ngày 5 tháng 7 tại tỉnh Thái Nguyên, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức hội thảo với chủ đề Bàn giải pháp quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Với sự tham gia của các chuyên gia chương trình OCOP, các hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà phân phối sản phẩm, ban ngành liên quan. Thái Nguyên hiện có 173 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó 2 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. Hội thảo đã bàn và đưa ra nhiều giải pháp nhằm quảng bá phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, như tiếp tục công tác truyền thông, nâng cao chất lượng các hoạt động kết nối cung cầu, xây dựng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhân rộng các điểm bán hàng OCOP, quảng bá sản phẩm gắn với du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, các địa phương cần ban hành quy chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ triển khai chương trình, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát sản phẩm đạt chuẩn, không ngừng nâng cao chất lượng cho sản phẩm. Một trong những thế mạnh của làng nghề tại tỉnh Bình Định là nhóm sản phẩm thủ công sạch, không chứa hóa chất bảo quản. Tận dụng lợi thế này, các cơ sở sản xuất ở Bình Định đang đẩy mạnh sản xuất bún khô với chất lượng sản phẩm cạnh tranh giành thị phần ở phân khúc bán lẻ và xuất khẩu. Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Kiều ở huyện Hoài Ân chọn sản xuất bún khô để bắt đầu ước mơ làm giàu. Sản phẩm của gia đình được người tiêu dùng đón nhận và ngày càng có chỗ đứng trên thị trường. Không những thế, gia đình anh còn xây dựng được 3 sản phẩm đạt hạng 3 sao OCOP. Từ ngày thực hiện cái đánh giá sản phẩm OCOP thì cũng được đông đảo thì các hệ thống siêu thị mini trong miền Nam họ cũng rất quan tâm về cái chất lượng OCOP. Thì nhờ bên sản phẩm đánh giá cái tiêu chí OCOP thì cơ sở cũng được tiếp cận nhiều hơn và được người dùng tin tưởng nhiều hơn về chất lượng sản phẩm. Thị trường hiện tại mạnh nhất là hiện tại thị trường của Lào. Thị trường rào một tháng thì người ta lấy khoảng hơn 3 tấn và lấy thường xuyên. Toàn tỉnh Bình Định đã có 230 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá, xếp hạng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh. Các sản phẩm đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ những cái mô hình hiệu quả, từ những cách làm hay sáng tạo và lan tỏa trong cộng đồng và giúp nhau để mà phát triển kinh tế, do đó giảm nghèo ở địa phương. Bình Định phấn đấu đến năm 2023-2025 phát triển và công nhận khoảng 250 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Đồng thời, phấn đấu xây dựng những sản phẩm này không chỉ cạnh tranh về chất lượng, mẫu mã, mà còn mang lại giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống gắn với địa phương. Ngày 5 tháng 7 tại Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương chương trình chống lao quốc gia đã tổ chức buổi hội thảo khoa học với chủ đề Đừng chậm trễ chiến thắng bệnh lao với xét nghiệm sinh học phân tử nhanh. Các tham luận tại hội thảo Đừng chậm trễ chiến thắng bệnh lao với xét nghiệm sinh học phân tử nhanh đã cung cấp thông tin hữu ích về tình hình bệnh lao trên thế giới và ở Việt Nam, hướng dẫn chẩn đoán và các phác đồ điều trị mới nhất được áp dụng, cũng như các chiến lược, các hoạt động cần thiết để giúp Việt Nam chiến thắng bệnh lao vào năm 2035. Trong đó, kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử là một bước đột phá quan trọng trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh lao. Đây là kỹ thuật đơn giản, dễ tiếp cận, có độ nhạy, độ đặc hiệu cao trong việc phát hiện vi khuẩn lao và tính kháng thuốc, mang lại giá trị chẩn đoán chính xác, đặc biệt là rút ngắn đáng kể thời gian trả kết quả so với các xét nghiệm truyền thống trước đây như xét nghiệm soi kính trực tiếp hoặc nuôi cấy vi khuẩn. Tại Việt Nam, chương trình chống lao quốc gia đã đưa vào sử dụng 320 máy xét nghiệm phân tử nhanh tại 180 cơ sở y tế ở 63 tỉnh, thành phố. Phương pháp xét nghiệm nhanh chóng, dễ tiếp cận này là một trong những nỗ lực nhằm chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu.
Hợp xướng Gió Xanh là dàn hợp xướng cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam được thành lập từ năm 2019 với mục tiêu mang nghệ thuật hợp xướng đến với tất cả mọi người, dùng âm nhạc để kết nối con người, từ đó mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Năm nay, Hợp xướng Gió Xanh sẽ tổ chức hòa nhạc tại ba thành phố Đà Nẵng, Hà Nội và Hạ Long với chủ đề Vòng tròn màu xanh. Hòa nhạc Vòng tròn màu xanh sẽ trình diễn khoảng 20 tác phẩm âm nhạc, trong đó có nhiều bài hát trong các bộ phim nổi tiếng thế giới như When You Believe trong Hoàng tử Ai Cập, How Far I Go trong phim Moana, The Circle of Life trong phim Vua Sư Tử. Bên cạnh đó, như một thông lệ, hòa nhạc thường niên của Gió Xanh luôn dành vị trí quan trọng cho các bài hát Việt Nam. Những bài dân ca Việt Nam như Trống Cơm, Lý Kéo Chài, bài ca Tôm Cá, 30 Con Chim được hát với 4, thậm chí 6 bè, khiến tác phẩm mang một màu sắc mới, chạm tới nhiều tầng cảm xúc của người nghe. Chúng tôi mong muốn là mang âm nhạc hợp xướng, một thể loại có thể coi là hàn lâm, đến gần hơn công chúng, cũng như là người nghe nhạc. Nghệ thuật hợp xướng rất là gần gũi, muốn rằng là nó sẽ trở thành đời sống văn hóa, chứ không chỉ là dừng lại ở trên sân khấu nữa. Cái hòa nhạc mà có tên Vòng tròn ấy, nó xuất thân từ cái việc là bản thân tôi cũng là một người đã được hưởng thụ những cái vết nét đẹp của hợp xướng. Sau đó thì tôi đã cảm thấy rất là thích và mong muốn được mình cũng là một người được hát hợp xướng. Và tôi hy vọng rằng là cái vòng tròn học hỏi, cống hiến đó sẽ được lan tỏa đến, thành một cái vòng lan tỏa đến được thật là nhiều người nữa. Hòa nhạc hợp xướng Vòng tròn màu xanh là chương trình hoàn toàn phi lợi nhuận. Chương trình dự kiến sẽ đón khoảng 2.500 khán giả trong 3 đêm tại Đà Nẵng vào ngày 12 tháng 8, Hà Nội ngày 4 tháng 11 và Hạ Long ngày 11 tháng 11. Để tạo điều kiện cho hành khách đi tàu trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu từ ngày 13 tháng 7, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm 2 đôi tàu xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội vào tất cả các ngày trong tuần. Trên hành trình, các đoàn tàu này vẫn đón trả khách tại ga Long Biên. Hiện trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đang tổ chức chạy thường xuyên 8 chuyến tàu khách mỗi ngày, trong đó chỉ có 2 chuyến xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội. Có chuyến tàu nhận vận chuyển hành lý xe máy thuận lợi cho hành khách và cũng theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, giá vé tàu tuyến này dao động từ 85.000 đến 135.000 đồng một vé một lượt. Nếu khách đi đông được áp dụng chính sách mua vé nhóm, mua vé tàu chạy các ngày thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, mua cho nhóm 8 người chỉ phải trả tiền 6 vé và mua cho nhóm 4 người chỉ cần trả tiền 3 vé.